người, K-pop Fashion đã quay trở lại với một nhân vật vô cùng đáng mong chờ rồi đây. Dạo gần đây, nhà nhà người người đều xem Hẹn Hò Chốn Công Sở. Có bạn nào chưa xem không nhỉ? Chưa thì phải cân nhắc trước khi xem đấy nhé, không lại quắn quéo hết cả người vì quá ngọt ngào đi. Nói đến đây chắc các bạn cũng đã đoán được ai sẽ lên sóng hôm nay rồi phải không? Đúng như các bạn đoán rồi đó. Vừa xem xong tập 12 là Bom đã sẵn tay lên ngay một chiếc video để chúng mình có thể cùng tìm hiểu về phong cách thời trang của nữ chính Shin Hari trong bộ phim Hẹn Hò Chốn Công Sở nè. Bắt đầu thôi. Mở đầu chuỗi siêu phẩm hôm nay xin được gọi tên em đầm đuôi cá Trip Mermaid Dress. Chất liệu vải thuyết màu trắng sọc hồng của nhà Avu Avu mà cô nàng đã diện trong buổi xem mắt bất đắc chỉ với cha nam của tập đoàn Devon. Chiếc đầm ôm trọn phần trên của cơ thể, khoe được vòng eo thon và xòe dần về phía dưới, trông lại vừa thanh lịch lại rất đổi ngọt ngào. Rồi, chị em nào chuẩn bị đi tiệc tùng thì tham khảo ngay set đồ về China Mini Dress đến từ thương hiệu Vivienne Westwood. Với họa tiết kẻ sọc caro chưa bao giờ lỗi mốt, cô nàng mặc theo kiểu là vai hờ hững như thế thì anh Tê Mô không đổ hơi phí. Nếu đôi bàn tay chưa có người nắm thì sắm luôn em túi Moschino James handbag cầm cho đỡ chống chải nhé. Vòng James gắn ngang túi trông có yêu quá không chứ. Cô nàng đã phối thêm một đôi boots cùng tông đến từ nhà brand Nagai High Boots, khiến tổng thể xét đồ trông sang trọng và cá tính. Tủ đồ của chị em phải nên có một đôi boots nhé, rất dễ phối đồ mà lại trông xinh xẻo nữa. Bom cũng phải tặng thêm một bé đây. Để Bom lên một outfit cho các bà đỡ phải suy nghĩ là phải mặc gì bây giờ, hay phối như thế này có hợp không. Múc ngay một bộ suit suit kẻ hồng trắng này nhé, quá ngọt ngào để đánh bại chim thủy tổ lạnh lùng boy mà giá còn chưa bằng bộ đồ mặc ở nhà của nữ chính cơ mà. Với set đồ since then suit, các mẹ nào muốn chip mẫu mình với chị đẹp thì sắm ngay đi kẹo hết đó. Nghĩa sang tập 3 thì sự chú ý của Bom đã va phải vào chiếc áo You Cap Coat của Kinnick và em túi Coat Julie 18 Quilted Leather Top Handle Bag in B4 Rose. Phủ lên mình màu hồng hot trend của năm nay, mix cùng mũ Paris, cô nàng đã thành công hóa thân thành một cô tiểu thư nhà giàu vô cùng xinh đẹp. Với niềm đam mê các họa tiết caro, Harry lại tiếp tục lựa chọn cho mình set đồ black skirt two piece của nhà Gilka. À, Bom để ý rằng Harry luôn phối hợp những bộ cánh giá vải chăng đi cùng với những món phụ kiện vô cùng đắt đỏ. Bằng chứng là cô nàng đã mix kèm chiếc túi Alexander McQueen The Curve in Powder Blue có giá lên tới 34 triệu. Ôi, đến đây các bà đã thấy sao xuyến chưa? Chưa hết đâu, làm sao bỏ qua được nguyên set đồ tông sệt tông Dreamy Crop Tweed Jacket and Skirt của nhà mốt OO Collection phối cùng đôi giày kiểu dáng trendy Nota là Little Pula Baby Ceramica Pattern và chiếc túi cùng màu Prada Calaria Safiano Leather Large Bag. Theo tìm hiểu của Bom thì túi Prada có tận 12 màu cho các chị em lựa chọn nha, kiểu dáng phù hợp để đi làm hoặc đi chơi luôn nè. Bà nào có điều kiện thì mua hẳn 12 màu mang thay đổi cả năm nha. Còn Bom thì chỉ có đi ngủ và mơ thôi. Thêm một em New Grace Jacket Butter Cream đơn giản, trẻ trung, phối với gì cũng hợp. Chọn một set đồ cùng màu chính là lựa chọn an toàn nhất dành cho mấy bà hay phân vân như Bom đó. Chất liệu vải tweed màu trắng mang lại hiệu ứng thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung với chân váy ngắn kèm giày baby. Chú giám đốc Kang order một ly bạc xỉu trước vẻ đẹp của em váy teen brown color cream blue medium dress, kiểu dáng dài thanh lịch mà Harry đã diện trong lần kỷ niệm một năm yêu nhau nha. Tuy nhiên khi diện chiếc đầm dài đuôi cá này, các bà đang nuôi bé mở phải cân nhắc nhé, vì nó sẽ dễ lộ khuyết điểm ở bụng, khiến vòng eo của tụi mình trông bị thô đó. Tới khúc này là phải đi tập thể dục liền cho tôi đó. Kết hợp với chiếc đầm này là em túi Salvatore Ferragamo Quilted Cassini Flatback cùng màu với đôi khuyên tai Kepney Flynn Angel Wing Earrings sang trọng này nha. Thật sự Bom rất thích cách phối đồ của Harry vì nó mang tính ứng dụng cao, có thể trưng diện được cả ngoài đời thực. Nãy giờ toàn lên các set đồ màu trắng, giờ thì cho em đầm đen 2 dây đến từ nhà Miss G Collection trong bộ sưu tập Spring Summer 2022 Dress lên ngôi nha. Bom rất ấn tượng với phần hoa nổi trước ngực, trông cô nàng vừa bí ẩn lại quyến rũ.
một lựa chọn hoàn hảo cho chị em tham gia các bữa tiệc sang trọng nè. Chị ta còn diện xương xương bộ trang sức của nhà Bulgari, bao gồm Bulgari Spency Fiber Earrings, Spency Fiber Ring và chùm cuối là Spency Fiber Bracelet. Hơn cả tỷ đồng mà anh Temo còn lo hết được, còn chị thì chỉ việc yêu anh thôi. Thật là ngưỡng mộ mà. Thêm một item cho các chị em tham khảo nè, Double Crested Tailor Blazer của thương hiệu Bottega Veneta, đi kèm chiếc ví cầm tay Virtual Giver Cedric Jock Buckle Clock in Satin. Set đồ khiến trợ lý Sim trông trưởng thành và cực kỳ thu hút. Đôi giày bom thích nhất đây rồi, Josephine 100 Sandal của nhà Jimmy Choo, được đính các hạt cườm lấp lánh cực kỳ thời thượng. Ôm chọn đôi chân sẽ là một lựa chọn cho các buổi tiệc đêm thu hút mọi ánh nhìn. Trên du thuyền ở tập 7, cô nàng Harry đã diện một chiếc coat powder beige đến từ nhà TYS cùng tông màu với giám đốc Kang, với cùng một chiếc áo thun trắng đơn giản, mang lại cảm giác nhẹ nhàng phù hợp cho buổi sáng chiêu chiêu. Bom nghĩa thêm một em túi nữa, đó là Bavaria Camellia Mini Road Bag. Trong phim thì Harry diện màu beige, Bom xem trên web hãng thì còn có cả màu brown nữa đó, lại còn đang giảm giá nữa cơ. Tiếp tục cùng diện đôi với idol, chị em sắm ngay Pre-Stock Earring thiết kế bởi Kevin Flynn. Khác hẳn với style trưởng thành, thanh lịch, cô nàng xinh đáng yêu cùng với Pumpkin Fleece Jacket Club Studio và chiếc khăn choàng cổ Weekly Muffler. Nhìn tai gấu kìa, cưng xỉu luôn, nỗi lòng thiếu nữ của tôi rạo rực đến hồi xuân ghê. Dù chỉ chơi đùa với bảng màu nhẹ nhàng và những món đồ basic, nhưng cô nàng xinh Harry vẫn có những bí quyết missing match khiến cho những bộ trang phục công sở không còn nhàm chán. Những set đồ đi chơi vô cùng thanh lịch và sang trọng, phù hợp với từng hoàn cảnh. Những thiết kế mà Harry diện đa phần đều có chất liệu vải tweed cổ điển trơn hoặc sọc kẽ caro thời thượng, đi kèm là các phụ kiện đắt tiền. Hóa thân thành một quý cô đúng nghĩa hay những item dễ thương, đời thường, làm nổi bật nét tinh nghịch của nhân vật. Mọi người có thích hình tượng của cô ấy như Bom không? Comment ngay cho Bom biết với nhé, và chúng mình sẽ gặp lại nhau ở video sau. Giờ thì tạm biệt.